mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng máy in ở company. Bởi vì nếu như các bạn sang Nhật á, thì chắc chắn luôn là một lúc nào đó các bạn phải đi in hoặc là đi photo ở các tiệm company. Thì những cái rắc rối khi mà đến tiệm company đi in và photo thì mình sẽ liệt kê một vài trường hợp sau đây. Thứ nhất á, là nếu như bạn đi làm thì rất có thể là người ta sẽ kêu bạn photocopy của my number hoặc là của thẻ ngoại kiều, Zero Cardo. Và thường á, là khi mà mình đi ra tiệm Combini để photo thì mình không biết làm cách nào để có thể photo cả mặt trước và mặt sau của thẻ lên cùng một tờ giấy A4. Thì đó là một trong những cái rắc rối của mình khi mà lần đầu tiên đi photo ở tiệm Combini. Rồi có thể là khi mà bạn sang Nhật một thời gian thì bạn sẽ hết hình 3x4, 4x6 chẳng hạn. Thì lúc trước mình cũng có nói với các bạn là chúng ta nên mang theo một số hình thẻ đến Nhật để phục vụ cho việc đi học đi làm. Thì khi mà hết hình thì như thế nào? Nếu mà chúng ta chụp hình mới ở Nhật đó, thì nó khá là mắc và chưa chắc gì hình đó đã được như ý của mình. Thì mình cũng từng dặn các bạn á, là nên mang theo một cái file mềm, tức là một cái file JPEG hoặc là PNG của cái ảnh thẻ của mình mang sang Nhật. Thì các bạn có thể cầm file đó đến tiệm Combini để in ảnh thẻ ra. Thì chất lượng ảnh cũng rất là tốt và giá thì rẻ hơn những cái nơi chụp ảnh mới nhiều. Ngoài ra bên cạnh đó thì dĩ nhiên là các bạn đôi khi phải in tài liệu học hoặc là photo tài liệu học thì nó cũng khá là cần thiết. Nên ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài trường hợp như vậy. Thì chúng ta sẽ thao tác như thế nào ở máy in tại Combini. Về phần giao diện máy thì có thể là mỗi nơi sẽ mỗi khác, nhưng mà thông thường nhất thì các bạn sẽ thấy là khi mà đến máy ở company thì nó sẽ có photocopy, thì katakana của nó sẽ là copy. Rồi sẽ có in là printer. Khi muốn in á, thì có máy sẽ ghi rất là rõ là mình in hình hay là in tài liệu hay là in qua internet. Còn có một số loại máy thì nó gom chung một cục là in, rồi sau khi mà mình chọn in thì nó sẽ chia nhỏ ra khi mà mình muốn in cụ thể cái gì. Sẽ có scan là scan, scan. Và cuối cùng là sẽ có fax là fax. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao mà photocopy một cái thẻ, cả hai mặt của thẻ lên cùng một tờ giấy A4. Ví dụ như khi mà bạn phải nộp photocopy của My Number hoặc là Zario Cardo là thẻ ngoại kiều. Đầu tiên bạn nhấn vào nút copy màu vàng. Sau đó thì nó sẽ hiện ra là cho mình chọn là giấy trắng đen hay là photo màu. Thì dĩ nhiên chúng ta photo trắng đen thôi. Các bạn thấy đó, ở đây nó có một cái phần là Iro copy, tức là có nhiều cách copy. Khi mà bạn chọn vào đây á, thì nó có thể là cho bạn copy hai mặt của một thẻ lên cùng một mặt A4, hoặc là hai tờ vào một mặt A4, hoặc là hai tờ vào trong hai mặt của một tờ A4, có nghĩa là in hai mặt bình thường giống như ở Việt Nam vậy. Ở đây thì mình sẽ chọn là in hai mặt thẻ lên một mặt A4 và chọn là giấy trắng đen. Và ở đây nó có hai sự lựa chọn, một là in bằng với lại cái kích thước thật của thẻ, hai á, là sẽ kéo giãn cái thẻ ra làm sao để cho kín hết nguyên cái tờ A4. Mình thì chọn là in đúng với kích thước của thẻ. Sau đó nhấn vào đây để đi tiếp. Đến bước này là xác nhận xem là bạn sẽ photo ra bao nhiêu bản. Rồi sau đó thì nhấn vào nút này. Khi này thì trên màn hình sẽ giới thiệu cho bạn, hướng dẫn cho bạn cách để đặt cái thẻ vào đúng cái vị trí mà mình cần photo. Thì bạn sẽ mở cái nắp photo ra và đặt cái mặt trước của thẻ úp vào. Rồi mình nhấn ở đây để cho nó photo mặt trước. Như vậy là xong, rồi sau đó thì máy sẽ hướng dẫn mình là lật thẻ lại và úp cái mặt sau vào. Thì ở đây mình cũng mở máy ra, rồi lật thẻ lại. Và tiếp tục nhấn photo. Rồi bây giờ thì đã hoàn thành. Khi mà bạn nhấn bắt đầu á, thì người ta sẽ báo là chưa có tiền nè, chưa có bỏ tiền xu vào. Thế là mình phải bỏ tiền xu. Chỉ cần bỏ 10 yên thôi. Thì ở góc dưới bên phải của máy nó sẽ thông báo cho bạn là bạn cần phải bỏ bao nhiêu tiền và hiện giờ còn thiếu bao nhiêu tiền thì mới có thể photo hoặc là in được. Và đây là thành quả chúng ta đạt được.
Thì như các bạn thấy hồi nãy mình đặt lộn, lẽ ra là cái mặt trên phải úp xuống dưới trước, nhưng mà mình lại để cái mặt dưới trước nên bây giờ photocopy thì nó bị ngược. Sau khi mà mình photo xong, nếu mà không muốn làm gì nữa thì mình sẽ nhấn kết thúc. Thì khi mà nhấn kết thúc thì nó sẽ cho mình hai sự lựa chọn, một là trở về menu hoặc là in hóa đơn. Nếu như mà bạn nhấn trở về menu thì nó sẽ dặn bạn là nhớ chú ý là nếu có tiền lẻ thì hãy lấy tiền lẻ, thì bạn chỉ việc gạt cái cần thì tiền lẻ nó sẽ đổ xuống. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in, thì hãy nhấn vào Printer. Thì nó sẽ có những cái như là in qua internet, rồi in bình thường, in ảnh. Thì ở đây mình chọn là in bình thường, có nghĩa là mình sẽ cắm USB vào và in. Thì mình chọn đồng ý ở đây và sẽ cắm USB vào. Nói chung á, thì máy móc của người ta rất là dễ thương. Trước khi mà bỏ USB vào thì người ta khuyên mình là nên chạm vào cái chỗ màu xanh xanh này để loại bỏ tĩnh điện, để khi mà đụng vào máy móc không có bị giật điện nhẹ. Sau khi mà đã xác nhận cắm USB vào rồi á, thì bạn sẽ chọn là in bình thường hay là in tổng hợp. In tổng hợp thì chỉ in được file JPEG và file TIFF thôi. Ở đây mình chọn in bình thường. Ở đây thì nó sẽ hiển thị là tài liệu PDF của mình có bao nhiêu trang, rồi mình có muốn in hết tất cả những trang trong PDF này không. Thì nếu mà in hết thì mình chỉ xác nhận thôi. Tiếp theo là sẽ in giấy trắng hay là giấy màu, và size in như thế nào thì mình chọn size nhỏ, size B5. Tiếp theo á, là mình có muốn bóp nhỏ nó lại một tí xíu không để có cái viền giấy, thì mình chọn là không cần. Sau đó nếu muốn tiếp tục in thì bạn nhấn vào Printer or to schedule là tiếp tục. Còn không thì bạn quay trở lại dừng in. Ở đây thì mình in tiếp một tấm hình chụp để các bạn xem là chất lượng in ở đây như thế nào. Cũng tương tự như in giấy bình thường thôi, nhưng mà đến bước chọn in màu hay in giấy trắng thì mình chọn in màu. Vì là in màu nên nó hơi bị lâu một xíu, lâu hơn hẳn khi mà mình in trắng đen. Các bạn thấy đó, chất lượng in rất là tốt luôn. Với cái chất lượng này thì mình thậm chí là có thể mang cái tờ giấy này lồng kính lại chứ không cần nhất thiết phải in hình luôn. Đây là cái khay để chúng ta lấy hình ra khi mà mình chọn chế độ in hình chứ không phải là in giấy. Mình sẽ hướng dẫn các bạn in hai tờ vào cùng một trang A3. Ví dụ như khi mà in mẫu sơ yếu lý lịch
Thì các bước nó cũng rất là bình thường, y chang như là mình in một cái tờ giấy bình thường lúc nãy á. Cũng cắm USB vào, rồi chọn là mình sẽ in giấy thường như là PDF. Thì ở đây mình có sẵn một cái bản PDF của mẫu sơ yếu lý lịch 2 trang. Thì mình sẽ in hết cả 2 trang này luôn. Tiếp theo thì mình sẽ chọn giấy trắng đen và mình muốn in lên khổ A3, tức là mỗi trang sẽ là một cái tờ A4, 2 trang là tờ A3. Thì ở đây là chọn in 2 tờ lên một mặt, thì nó sẽ hỏi mình là Sinai hay là Sudu. Thì mặc định của nó là Sinai, là không có để lên 2 mặt 1 tờ, còn mình chọn Sudu. Tiếp theo là nó hỏi bạn muốn sắp 2 mặt giấy này theo kiểu ngang, có nghĩa là tờ đầu tiên bên trái, tờ tiếp theo bên phải, hay là theo kiểu trên dưới. Mình chọn là theo kiểu ngang. Ở đây thì mình sẽ bỏ tiền xu vào. Mình sẽ bỏ nhiều nhiều một xíu để các bạn xem là khi mà mình bỏ thừa bỏ thiếu thì máy nó báo như thế nào. Đây, ví dụ như 50 yên mà mình muốn in 3 tờ thì mà mỗi tờ là 10 yên, tổng cộng là 30 yên thì mình không có bị thiếu tiền. Nhưng mà giả dụ mình muốn in 7 tờ là 70 yên thì nó sẽ báo là bạn đang bị thiếu 20 yên. Và đây là thành quả in 2 tờ A4 lên cùng một mặt A3 và in theo bên trái bên phải in ngang. Đây là một cái kiểu in rất là thông dụng cho sơ yếu lý lịch. Ở đây nó hỏi mình là có muốn in cái biên lai hay không. In biên lai thì không có mất tiền, vì vậy nên mình in thử cho các bạn xem. Thông thường là khi mà bạn in đồ gì đó cho công ty á, thì bạn sẽ lấy biên lai về để nhận lại tiền.